Xin kính chào các bạn và các vị. Hiện nay mình đang có trên tay một chiếc điện thoại rất là đẹp và độc đáo đến từ Samsung. Đây là Galaxy S6 Active. Chiếc máy này thì hiện nay không có hàng mới đâu, chỉ có hàng cũ qua sử dụng. Mình mượn bên Best Mobile và họ có đưa ra rất nhiều sự lựa chọn về màu sắc cho anh em. Cụ thể mình mượn được một chiếc màu đen với cái mặt lưng sần, sờ vào nó giống như kiểu là cua gai. Đó, khi đó với mặt lưng còn lại cũng là cua gai nhưng làm hiệu ứng vân caro rất đẹp. Các bạn thấy là chúng ta sẽ có màu trắng nhưng dưới là sẽ có những cái bộ giống như là quân phục mà các bạn thấy là các anh nam cá tính của hay mặc ra đường hoặc là xe máy họ cũng sơn kiểu như thế này. Và ở đây thì chiếc máy này được làm theo một độ bền rất cao theo tiêu chuẩn của quân đội Mỹ. Vì thế các bạn có thể nhúng nước, rơi hay va đập thì đều bảo vệ được. Nguyên nhân là tại vì các cái góc, bốn góc đây thì chúng ta sẽ thấy là có nhựa cứng bảo vệ cho thiết bị này. Những con ốc ở đây thực ra chỉ làm để trang trí cho nó đẹp mà thôi. Và máy được làm nguyên khối, chúng ta sẽ không bóc nó lưng được. Ở mặt sau sẽ vẫn là cụm camera tương tự như Galaxy S6 bản quốc tế, có cảm biến đo nhịp tim. Logo này là của nhà mạng AT&T và dưới dòng chữ S6 Active. Và bên cạnh phải sẽ có phím nguồn và chúng ta sẽ có khay đựng SIM. Ở bên cạnh trái mọi người sẽ có một phím chức năng, ví dụ như là bị hấp diêm thì các bạn sẽ bấm chức năng này lập tức sẽ chuyển sang chế độ rung. Thật ra mình nói vậy cho hay thôi chứ đây là một tính năng công cụ đặc biệt. Các bạn bấm cái này một cái là nó sẽ ra như là la bàn này, bấm dừng thời gian, đèn flash, S-Health, đo nhiệt độ. Hay là chúng ta có rất nhiều công cụ khác mở rộng nhưng dành cho những người muốn đi leo núi, tập thể dục. Và đây là phím tăng giảm âm lượng như các bạn đã biết rồi. Mặt trước các phím đều được làm bằng cứng như là phím đa nhiệm, phím home và phím back, không làm cảm ứng hai bên giống như là cái chiếc Galaxy S6 bản quốc tế. Nguyên nhân là thiết bị này trong nước, nếu xuống dưới nước thì các bạn bắt buộc phải sử dụng phím cứng mới thao tác được, màn hình cảm ứng sẽ không sử dụng được. Bên trên sẽ có camera tự sướng 5 megapixel, mọi người sẽ có cảm biến và đây là cái loa thoại. Galaxy S6 Active các bạn thấy là phần trên và dưới được làm dài và mình cảm thấy nó hơi bị dư thừa không gian. Phía màn hình cũng không được mỏng cho lắm vì đây là phiên bản nó làm độ bền cao chứ không đề cao về cái tính thời trang. Chúng ta sẽ không còn kính, không nhiều màu sắc, không nhiều thay đổi về cái mặt lưng phía sau giống như là S6 bản quốc tế. Phiên bản màu đen này thì nam tính, hầm hố và nó chắc chắn, mình cảm giác là nó không có yếu điệu giống như cái bản kia. Và dù bản kia vẫn phải nói là rất đẹp và trông cực kỳ thích, đặc biệt khi nhìn ở phía sau. Hai chiếc máy này thì bên trên mọi người sẽ có jack cắm tai nghe 3.5mm, chúng ta sẽ có mắt hồng ngoại điều khiển từ xa và mic hỗ trợ cho việc quay phim. Bên dưới sẽ có cổng sạc và lưu ý cổng sạc cũng không cần nắp đậy, vẫn có khả năng chống nước hoàn toàn bình thường. S6 Active thì vẫn sẽ có màn hình 2K, chúng ta có vi xử lý Exynos 7420, 3GB RAM, mọi tính năng và mọi thứ khác thì y chang với Galaxy S6 bản quốc tế. Và đây là bài trên tay chia sẻ nhanh về S6 Active. Hôm sau sẽ có một bài mình thử độ bền bằng cách mình nhúng nước xem và nhúng cả nước muối xem nó như thế nào. Và các bạn thể truy cập website Best Mobile để xem giá bán chi tiết của hai con máy này. Theo mọi người thì chiếc máy này sẽ so sánh với sản phẩm nào là hợp lý. Và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau.